Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng những chiếc màu sáp này để tạo ra một thế giới tuyệt vời và đầy màu sắc nha. Hãy chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu màu sắc này, nơi chúng ta sẽ cùng nhau vẽ và khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của dải ngân hà nào. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau tưởng tượng đang bước vào một thế giới không gian bao la bằng cách sử dụng màu sáp đen để tạo ra một bầu trời đêm u ám. Đối với màu sáp để vẽ được một mảng màu đặc thì cũng hơi khó đó nha. Và phải vẽ thế nào để sau mình còn vẽ những màu khác lên nữa. Chứ bây giờ mà tô kín một tờ giấy màu đen thì coi như khỏi vẽ luôn đó nha. Với một bảng màu sắc rực rỡ của màu sáp như thế này thì chúng ta có thể tạo ra được những hình ảnh huyền ảo của thiên hà xoắn ốc, những đám mây khí quyển và các cụm sao. Với những màu xanh dương, tím, hồng, chúng ta có thể tái hiện ra được những màu sắc đầy sống động của vũ trụ rồi. Mình đang vẽ trên một tờ giấy hơi nhám một chút cho nên bức tranh của mình có những cái điểm chấm li ti mà màu không thể nào lọt tới được. Vô hình chung nó lại giống như hàng ngàn vì sao trong cái dải ngân hà này. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Để tăng sự sinh động cho dải ngân hà này thì mình sẽ sử dụng thêm một chút màu trắng để tạo ra những đám mây tinh vân. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thiện xong bức vẽ dải ngân hà này từ những chiếc màu sáp rất chi là tuổi thơ. Còn mọi người thấy thế nào?